Xin gái có lại làm cái gì? Làm gì nữa? Rồi, thấy em thắc mắc cái gì hay là em đang mong ước mình có cái mũi như thế nào? Dạ, em muốn tự nhiên à. Tự nhiên à hả? Theo bác sĩ nha, gương mặt nhỏ tròn. Gương mặt của em tròn, cái trán cao nè, đúng không? Hai gò má phính 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 tròn tròn thì em nên làm mũi hơi cao chứ không phải là tự nhiên. Hơi cao là mới đẹp. À, cái đó là bác tư vấn á, bác thì nhìn gương mặt em, bác tư vấn ha. Còn cái vấn đề mình thích tự nhiên hay không là việc của mình chọn thôi. Nhưng mà theo bác thì nên cao cao chút mới đẹp. Vì sao? Cái phần giữa, cái phần trung đình này của em nó hơi bị hút. Cái phần trên này em rất là tốt. Và cái phần gương gò má em có tròn tròn nữa. Thành ra cái này em bị hút, bị lép nhiều. Do đó cao hơn một chút thì đẹp. Đó, rồi. Sau sinh 4, anh mới sinh 4 tháng có được làm không vậy? Được em, đang cho con bú sữa mẹ hay là sữa bình? Dạ, cả hai nhưng mà sữa mẹ ít lắm. Như vậy thì nếu như em muốn tham gia chương trình này thì tốt nhất là em nên kiêng sữa cho em bú mình đi. Em kiêng sữa con bây giờ, từ bây giờ là được rồi ha. Để khi mà mình làm mình có uống thuốc kháng sinh. Khi mà làm xong là không được cho em bé bú sữa mẹ. Tại vì giai đoạn đó em uống thuốc kháng sinh. Yeah. Ha, cho nên là em kiêng, bắt đầu tập kiêng đi, tập kiêng dần là được rồi ha. Cho bé kiêng dần cái sữa mẹ đi. Ok, 4-5 tháng thì bác sĩ nghĩ kiêng cũng được rồi. Làm thì không bao giờ không có ảnh hưởng sức khỏe gì hết. Cái này là tiểu phẫu, được chưa? Yeah. Rồi, đừng có lo nhé. Các bạn kia ta làm được, mình làm chịu được. Chịu mà mình làm vậy là cỡ bao nhiêu năm là mình lấy ra được? Lấy ra làm chi? Vĩnh viễn trọn đời không có lấy ra. Vậy là sụn nó cũng là tốt đúng không bác sĩ? Đúng rồi, làm cho em. Mặc dù chương trình làm là không có lấy chi phí, nhưng thật sự không phải là không lấy chi phí rồi làm sai, làm xấu rồi là không tốt, không phải nha. Tất cả những cái sụn nhân tạo, mình là sụn của Hàn Quốc hay là sụn của Mỹ gì á, là nó nằm ở trong cơ thể mình là an toàn, được chưa? À, được, cái cơ quan FDA của Mỹ nó cũng đã kiểm duyệt rồi. Tại vì ở con đi làm tiệm tóc đó, có một chị làm ở bác sĩ rất là đẹp luôn á. Ừ. Rồi, bác hy vọng rằng là gì em được chọn. Trong danh sách chọn, nếu mà em chọn rồi á, thì em nên đến gặp bác trực tiếp nhá. Dạ. Em thích dán mũi thế nào mình phải bàn trực tiếp một lần nữa trước khi em tiến hành phẫu thuật. Dạ. Ha. Rồi. Dạ. Ok, bác sĩ chào em nha. Dạ, em chào bác sĩ. Bye bye em. Dạ.